Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và đây là một cái đề của trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nó tương tự so với cái đề trường Thành đạt Thái Nguyên và đây là đề thi của môn vi sinh lý. Trong một môn này thì dùng chủ yếu là ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Lập trình thuật ngữ thì chúng ta phải học và tự test lại. Trong đoạn video này mình cũng chưa có thời gian để mà sắp xếp lại những cái mà hình ảnh nó sao cho nó chính xác với nhau hơn. Bạn làm những cái câu mà nó đã có đáp án rõ ràng, nó đã có câu hỏi rõ ràng, còn những câu mà nó chưa chưa có đáp án hoặc là câu hỏi nửa chừng thì các bạn cứ ghi lại lên giấy thôi, lát nữa ghi viết rời ra để những mảnh giấy khác, để nhưng mà vài mảnh giấy trắng ở bên cạnh đấy, thì khi gặp cái câu mà nó tương tự như thế hoặc là câu nó tiếp theo của nó đấy, câu thì mình ghi ra thành một câu hoàn chỉnh, thành một câu hỏi hoàn chỉnh, có đáp án, có câu hỏi, là câu trả lời. Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt hơn. Đồng thời với việc mà ban đầu thì mình nghĩ là mình nên sắp xếp lại, tuy nhiên thời gian thì nó cũng mình đang bận tí việc, thời gian nó đã có hạn, cho nên mình chỉ kịp làm cái đoạn này thôi. Hơn nữa thì cũng không thể nào phủ nhận được, nếu như mà chúng ta sắp xếp như thế này thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc mà chúng ta có thể phải nói làm sao nhỉ, chúng ta làm đi làm lại như vậy, xót ra những cái câu mà nó thiếu thốn, thiếu câu hỏi, thiếu đáp án, thiếu câu trả lời, vân vân. Chính như thế thì chúng ta sẽ làm đi làm lại nhiều lần, nó sẽ quen hơn, kết quả nó sẽ tốt hơn.